Đây là tháo cái đầu bò ra để xử lý vết ra rách này và làm lại ác bạc luôn này. Đây là cần này. Máy xúc mini Komatsu sau khi mài vào máy của máy bắt đầu quá trình hàn đắp lên xử lý vết nứt.
Em chào đi.